ngày 23 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án gian lận kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị can, trong đó Nguyễn Quang Vinh, nguyên trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng khảo thí, Khương Ngọc Chất, nguyên trưởng phòng bình an chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình cùng các bị can là hoạt động trong ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình đều bị truy tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, bị can Đỗ Mạnh Tuấn còn bị truy tố về tội nhận hối lộ, bị can Hồ Chúc, giáo viên trường Trung học Phổ thông Thanh Hà, bị truy tố tội đưa hối lộ. Cáo trạng nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì động cơ vụ lợi, động cơ cá nhân, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cá nhân để câu kết, can thiệp nâng điểm bài thi cho 65 thí sinh, trong đó 64 thí sinh nhập cuộc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, 1 thí sinh nhập cuộc kỳ thi Trung học Phổ thông Tổ quốc 2017. Các thí sinh này đã được sử dụng hậu quả thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học, trong đó 62 thí sinh sử dụng hậu quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng 45 thí sinh trúng tuyển, đã bị buộc thôi học, 10 thí sinh đang theo học vì hậu quả chấm thẩm định vẫn đủ điểm xét tuyển. Cáo trạng xác định, Nguyễn Quang Vinh với vai trò là chủ mưu đã bàn bạc, điều khiển Đỗ Mạnh Tuấn và đưa chìa khóa phòng chấm thi, tạo các điều khiếu nại thuận lợi để các bị can Mạnh Tuấn và Khắc Tuấn can thiệp nâng điểm 145 bài thi trắc nghiệm cho 58 thí sinh, điều khiển bị can Mạnh Tuấn sinh mã phách bài thi tự luận môn ngữ văn trái quy chế thi để lấy thông tin, cung ứng mã phách, thông tin thí sinh cần nâng điểm bài thi tự luận môn ngữ văn cho bị can Liên để Liên điều khiển các bị can khác chấm nâng điểm 20 bài thi tự luận môn ngữ văn cho 20 thí sinh. Đối với hành vi can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm và nâng điểm bài thi tự luận môn ngữ văn cho các thí sinh thì Vinh có vai trò là người điều khiển, Mạnh Tuấn, Khắc Tuấn cùng các bị can khác là người thực hiện tội phạm. Bị can Đỗ Mạnh Tuấn là người thực hiện sự điều khiển của bị can Vinh, đã lôi kéo và cùng bị can Khắc Tuấn trực tiếp dùng thủ đoạn để can thiệp nâng điểm 145 bài thi trắc nghiệm cho 58 thí sinh, thực hiện việc sinh mã phách bài thi tự luận môn ngữ văn trái quy chế thi, lập danh sách mã phách, thông tin thí sinh cần nâng điểm bài thi tự luận môn ngữ văn đưa cho Vinh để Vinh điều khiển can thiệp nâng điểm 20 bài thi môn ngữ văn cho 20 thí sinh. Ngoài ra, Mạnh Tuấn đã nhận hối lộ của bị can Hồ Chúc số tiền 300 triệu đồng để can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho 2 thí sinh theo đòi hỏi của Chúc. Bị can Nguyễn Khắc Tuấn được xác định cùng với Đỗ Mạnh Tuấn trực tiếp dùng thủ đoạn gián trá để can thiệp nâng điểm 145 bài thi trắc nghiệm cho 58 thí sinh, là người can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho thí sinh Đinh Ngọc Thảo trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Riêng bị can Hồ Chúc đã đưa hối lộ 300 triệu đồng để bị can Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho 2 thí sinh.